Sáng 5 tháng 11, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng. Trong ngày hôm qua, Đồng Nai đã ghi nhận 953 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 205 ca trong cộng đồng, tăng gần 35% so với hôm trước. Các ổ dịch cộng đồng có nguồn lây đa phần liên quan đến các doanh nghiệp sản xuất và người về từ vùng dịch, tạo thành nhiều ổ dịch lây nhiễm thứ phát rải rác trong cộng đồng. Điều đáng nói là tất cả 11 trên 11 huyện, thành phố đều ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng. Tính đến nay, tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19 từ 18 tuổi trở lên là trên 100% mũi 1 và gần 73% mũi 2. Theo Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ, ngành y tế đã có kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, dự kiến bắt đầu tiêm vào ngày 7 tháng 11 tới. Đồng Nai sẽ sử dụng hơn 97.000 liều vaccine Pfizer để tiêm cho các em trên toàn tỉnh. Về kế hoạch cho học sinh đi học trở lại, đại diện Sở Giáo dục cho biết ngành đã lên phương án thí điểm ưu tiên các khối lớp 1, 2, 9 và 12 đến trường. Chậm nhất ngày 15 tháng 11 sẽ bắt đầu. Trước khi vào học, ngành giáo dục sẽ kiểm tra cơ sở vật chất phòng chống dịch tại các trường. Về việc chi trả hỗ trợ cho lao động tự do, đến nay đã gần hoàn thành. Trong tuần sau, Sở Lao động Thương binh Xã hội sẽ rà soát lại các doanh nghiệp có tham gia bảo hiểm xã hội để làm thủ tục hưởng chế độ cho công nhân. Hiện tại, Đồng Nai có khoảng 150.000 lao động chưa quay lại làm việc, phần vì họ về quê tránh dịch, phần vì học sinh chưa đi học trở lại nên nhiều người phải ở nhà trông con. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đánh giá dịch đang có xu hướng tăng, do đó ngành y tế cần có biện pháp kiểm soát. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ sớm ban hành công văn cho phép cách ly F0 tại nhà trên toàn tỉnh. Còn việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, Sở Y tế phải phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục để đảm bảo an toàn tiêm chủng cho các em, đảm bảo 5K. Bên cạnh đó, việc chi trả chế độ cho người lao động cần được tăng tốc. Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, theo đánh giá phân loại cấp độ dịch mới nhất thì toàn tỉnh có một huyện là Vĩnh Cửu ở mức nguy cơ cao, vùng cam. Như vậy, nhiều hoạt động như vận tải, cơ sở làm tóc, làm đẹp, karaoke, vũ trường, bán hàng rong, vé số ở huyện Vĩnh Cửu phải ngừng hoạt động. Về việc vài ngày gần đây, Đồng Nai vượt cả thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương về số ca mắc mới. Điều này là do cách tính khác nhau. Khi Ủy ban dân phê duyệt cách tính theo phương pháp thứ hai, như các đồng chí Vũ vừa trình bày, thì chúng ta sẽ giảm cái số liệu PCR và giảm số liệu lên mạng. Nhưng mà con số thực tế F0 chúng ta vẫn cao. Đó, các đồng chí hiểu không? Con số F0 thông qua cái test kháng nguyên thì rất cao. Nhưng mà anh nào được test PCR thì mới được đưa lên công bố trên mạng, trên toàn quốc thì sẽ là rất thấp. Rất thấp. Vì không phải đối tượng nào cũng được đánh giá qua PCR. Đó. Thì khi thực hiện việc này thì con số nhiễm dương tính của Đồng Nai chúng ta sẽ giảm xuống, giảm hơn Bình Dương, giảm hơn Đồng Nai rất nhiều. Nhưng mà con số thực mà F0 thì không phải như thế đâu, nó sẽ gấp 5, gấp 6 lần đấy. Nên chúng ta đừng có chủ quan. Khi chúng ta thấy con số chúng ta giảm mà chúng ta chủ quan, Do cách tính thôi. Nên các huyện, thành phố, các đồng chí phải lưu ý việc đó. Tuy nhiên, dù là cách tính nào thì Đồng Nai cũng phải đưa ra các biện pháp chủ động ngăn ngừa lây nhiễm F0 trong doanh nghiệp, khu dân cư. Việc điều trị F0, F1 tại nhà cần được triển khai diện rộng nhưng cần có kế hoạch cụ thể. Thì phải tăng cường cái y tế cơ sở, y tế lưu động để tư vấn cho họ và giúp đỡ họ kịp thời. Do đó bây giờ cái y tế lưu động các xã phường phải có. Mà xã phường nào mà có nhiều F0 điều trị tại nhà thì nhân lực của y tế lưu động phải nhiều hơn. Ví dụ như 10 người F0 tại nhà thì mình chỉ cần tổ 3 người. Nhưng mà 100 F0 điều trị tại nhà thì mình phải cần 30 người nhân lực để mình hỗ trợ cho 100 người. 200 người thì nhân lực phải nhiều lên nữa. Thì mới đủ sức chăm lo cho F0 đang điều trị tại nhà ở địa bàn mình. Chứ nếu mà F0 điều trị tại nhà nó tăng lên cao mà nhân lực mình ít, mình không đủ để mình hỗ trợ cho họ thì họ mất niềm tin, họ hoảng loạn lên thì nguy hiểm. Nên á, từng phường phải biết cơ số nhân lực của cái lực lượng y tế lưu động của phường mình bao nhiêu là đủ, và tăng cường kịp thời khi mà cái lượng F0 điều trị tại nhà nó tăng lên. Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, việc giữ an toàn, an ninh xã hội là cần thiết, nhưng việc để xảy ra xung đột, dân quân đánh dân là vi phạm pháp luật. Do đó, trường hợp dân quân nào vi phạm pháp luật thì xử lý nghiêm, còn người nào có biểu hiện lạm quyền cần đưa ra khỏi lực lượng. Các huyện, thành phố phải sớm chấn chỉnh lại lực lượng dân quân.